Mina AOA tiết lộ từng bị cưỡng hiếp bởi một sao nam hàng A. Mina bất ngờ chia sẻ quá khứ bị xâm hại với người hâm mộ, danh tính sao nam đang khiến netizen tò mò. Tối ngày 7 tháng 3, Mina, cựu thành viên nhóm nhạc nữ AOA đã có buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ, tiết lộ về cuộc sống hiện tại sau khi hầu như rời khỏi ngành giải trí. Theo Mina, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô vô cùng vất vả. Không những thế, cựu thần tượng còn chia sẻ một sự thật khiến công chúng vô cùng sốc. Mina cho biết, khi còn học cấp 2, cô đã bị một đàn anh đánh bằng chai bia và xâm hại tình dục. Người này là một minh tinh nổi tiếng có thể ai cũng biết mặt. Gây sốc hơn nữa đó chính là giờ đây, người này đã trở thành sao nam nổi tiếng, ai ai cũng biết mặt. Dù vậy, cựu thành viên AOA cho biết, anh ta đã thừa nhận tội lỗi, xin lỗi và được cô tha thứ. Ngay lập tức, fan đã gửi nhiều thông điệp yêu thương, động viên Mina vượt qua nỗi đau trong quá khứ. Đồng thời, dân mạng cũng vô cùng phẫn nộ và truy lùng giáo giết danh tính của sao nam này. Những lời giải bày của Mina khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và xót xa cho hoàn cảnh của cô. Nhiều cư dân mạng bất bình, hy vọng nữ ca sĩ công khai tên người nổi tiếng đã làm chuyện xấu. Nhiều người cho rằng có vẻ Mina sẽ không tiết lộ danh tính của nam minh tinh này, bởi lẽ như cựu thần tượng chia sẻ, cô đã tha thứ cho người này. Mina, tên thật là Kaehoon Mina, sinh năm 1993, ra mắt cùng AOA vào năm 2012 và rời nhóm sau khi hết hạn hợp đồng vào năm 2019. Hè năm ngoái, Mina đã đứng lên tố cáo trưởng nhóm Jimin bắt nạt cô suốt 10 năm ròng, khiến cô nhiều lần tự tử. Cũng từ đây, công chúng mới biết được đằng sau nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, Mina đã phải chịu đựng vô số nỗi đau, từ việc bị bắt nạt trong nhóm, mẹ bệnh nặng, ba người thân yêu liên tiếp qua đời, khiến cô đau khổ và nhiều lần cắt cổ tay tự tử. Dựa vào tâm thư của Mina mới đây, dân mạng cho rằng còn thêm hai thành viên cũng tham gia bắt nạt Mina. Là Seohyun, người lờ đi mọi chuyện, và thành viên sống hai mặt Chami. Mina còn tố công ty quản lý của AOA, FNC Entertainment vô trách nhiệm, chỉ biết đến tiền bạc, thao túng truyền thông. Mina tiết lộ khi Jimin đăng tải story Instagram với thông điệp tiểu thuyết, chính công ty đã chỉ đạo Jimin gỡ xuống, gọi điện nói Mina lên uống thuốc và đi ngủ. FNC giải thích rằng họ cũng gặp rắc rối vì Jimin và cử bác sĩ tâm lý đến khám cho Mina. Nhưng theo Mina, đại diện FNC đã đi kể lại những bí mật, câu chuyện của cô khắp mọi nơi. Mina cũng tự hỏi phải chăng quá khó khăn cho FNC và Jimin để đưa ra lời xin lỗi chân thành. Cô cũng đã nghe đồn về chuyện kẻ bắt nạt Jimin không thực sự rời khỏi làng giải trí mà chỉ chờ mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ trở lại. Ngoài ra trong quá khứ, khi đàm phán gia hạn hợp đồng, FNC đã có động thái gây phẫn nộ. Thay vì hỏi cô khó khăn hay vướng mắc ở đâu, FNC lại bắt Mina tự thanh toán chi phí điều trị tâm lý. Còn rất nhiều điều Mina đã phải chịu đựng trong hơn 10 năm và không thể thổ lộ cùng ai. Dù không nhận được lời xin lỗi chân thành, cô vẫn khuyên FNC Entertainment nên đối xử tốt với nghệ sĩ và thực tập sinh để không còn ai phải rơi vào bi kịch như cô. Sau khi bị Mina tố cáo chuyện bắt nạt, tất cả thành viên AOA và Jimin đã đến nhà để xin lỗi đồng đội cũ. Tuy nhiên, thái độ xin lỗi sáo rỗng, không thành thật đã khiến Jimin một lần nữa chịu chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Scandal này đã khiến Jimin phải rời showbiz. AOA cũng đứng trên bờ vực tan rã. Hiện tại Mina vẫn đang tạm ngưng hoạt động để điều trị trầm cảm sau những tổn thương phải chịu đựng trong quá khứ.